Chào các bạn, hiện tại đang là 1:21 ngày 14 thứ 6 nha. Hôm nay mình sẽ làm thử thách 24 giờ ở trong cái nhà sắt. Mình vừa mới sơn màu xanh luôn nè. Đây, căn nhà xung quanh mình đã sơn màu xanh hết nè các bạn. Cánh cửa mình cũng sơn màu xanh luôn. Đây là bên trong. Bên trong thì có một cái giường mình mua nệm luôn. Một cái nệm. Mền gối. Ở dưới đây thì có một cái bô đi tiểu rồi ghế. Thùng rác. Rồi một cái bình nước lọc nha. Còn ở bên cái bàn là sẽ có quạt máy, bánh mì gói, ấm đun nước nóng, một mớ bánh mì ăn, bánh mì ngọt á, bình xịt phòng, laptop, điện thoại, đồ sạc pin nữa, có đồ sạc pin cắm cho nó sẵn luôn. Còn ở dưới đây là mình sẽ có bàn chải đánh răng, hước, khăn giấy. Còn đây là một cái bộ xếp gỗ, rút gỗ á. Và một cái tủ lạnh nha. Đây, tủ lạnh thì mình có trái cây, nước ngọt, nước trái cây nữa, có một trái dừa nữa. Bây giờ mình sẽ đóng cửa lại nha. Đóng cửa lại thì nó hơi tối miếng. Mình sẽ bắt đèn lên. Bây giờ mình sẽ ngồi việc bình luận và thả tim nha. Thả tim YouTube các bạn. Bạn thử cái trái dâu tây Nhật Bản này coi. Một trái này hình như là 10 mấy ngàn các bạn. Ăn thử coi nó có ngọt hay không. Chứ nào giờ mình chưa ăn bao giờ luôn. Nó mắc như vậy mình nghĩ là chắc nó sẽ ngọt quá. Má nó chua. Nó chua như dâu tây Đà Lạt thôi chứ nó không có khác gì hết các bạn. Đây, nó được cái là nó trái nó đẹp hơn thôi. Nó bán cho mình nguyên lá, nguyên cành nhưng mà trái rất là đẹp. Rất là bự nữa. Trái bự hơn hai ngón tay luôn á. Mà nó chua lè. Mẹ ơi chua quá. Thôi nghỉ nghỉ không ăn nữa. Chua quá. Chua quá chua quá. Ăn bánh mì ngọt cho sướng. Trời ơi, dâu tây nó chua lè các bạn ơi. Ở cái clip mà mình làm kiếm nhật, cái đăng kiếm nhật chặt tre á, có nhiều bạn bình luận là mình mua kiếm dởm. Thì thật sự là mình có nói trong video đó là kiếm mình là kiếm 2 triệu là kiếm cùi, kiếm dởm các bạn. Tại vì nguyên cái tiệm đó là kiếm 2 triệu là mắc nhất rồi. Nó tức là tại bán là đồ dởm mà có cây triệu mấy, có cây 2 triệu là mắc nhất rồi. Mình mua cây là mắc nhất, tức là dởm mà, nhưng mà mắc nhất trong các cái loại dởm, có cây dởm hơn nữa. Mình mua giờ mình chỉ để review thôi chứ thật sự mình đâu thích tàn trữ vũ khí đâu. Mua cây mấy chục triệu, tâm tiệm con có bán, nếu có mình có mua về thử so sánh nữa các bạn. Chứ giờ mà mình biết tiệm nào mà bán cây mấy chục triệu với lại cây kiếm dởm, mình sẽ mua hai cây về mình so sánh thử như thế nào nữa. Mà rất tiếc là không có, hàng là hàng hiếm các bạn. Tìm chỗ bán rất là khó. Mà có nhiều bạn cứ bình luận là mình mua nhầm hàng Tàu, mua nhầm hàng dởm. Thực sự mình không phải là mua nhầm đâu, mình là mình mua về mình review cho mấy bạn coi thôi. Với lại mình trải nghiệm thôi chứ thật sự là mình đâu quan tâm nó là kiếm Tàu hay kiếm gì đâu. Mình đâu có đi em đi chém nhau đâu mà phải quan tâm, đúng không? Vậy mà có quá rồi mấy bạn bình luận là mình mua kiếm dởm luôn. Dù mình đã nói là mình mua kiếm dởm rồi. Trời mưa mấy bạn ơi.
Hôm nay bão hay sao mới có 1-2 giờ trưa mà mưa quá trời quá đất luôn. Đây, trời mưa rồi. Để mình có thử cái nhà mình có dột hay không nha. À, mấy cái lỗ này á, là mình đã xịt silicone hết rồi, nên không sợ dột nha các bạn. Đó, mình xịt silicone rồi hết luôn rồi nè. Thấy nó sáng sáng vậy, thực ra là mình xịt silicone rồi. À, nói chung là ok, không có chỗ nào dột hết nha. Hiện tại là gần 5 giờ chiều rồi mà thằng em mình nó bị mưa các bạn. Cứ chiều nào trời cũng mưa hết, nó không mua đi mua đồ ăn chiều cho mình được. Nên chắc mình sẽ ăn trái táo này để cầm bụng quá. Nay bão quá, chiều nào trời nó cũng mưa hết. Mưa tối tối luôn. Mình mong là chút nữa nó sẽ bớt mưa để nó mua cơm cho mình. Hơn 8 giờ rưỡi tối các bạn ơi. À, hồi chiều giờ là trời mưa quá trời quá đất luôn, nên thằng em mình nó chưa đi mua đồ ăn chiều cho mình nữa. Bây giờ trời mới bớt mưa, nó mới bắt đầu nó đi mua nè. Thử coi giờ nó sẽ mua cho mình cái gì nha. Đây, thằng đại mình nó mua cho mình pizza. Một cái pizza nha các bạn. Tối nay mình ăn pizza nha. À, một cái pizza hút nha các bạn. Trời, cái bánh gì có chút xíu à. Để mình coi nhiêu tiền á. 109.000. Vải. Cái bánh có chút xíu vậy, 109.000 các bạn ơi. Tương ớt. Mình sẽ ăn với lại tương ớt nha. Mình không có ăn tương cà. Ui, về nguội hết rồi, hết kéo sợi được rồi. Pizza hải sản quá. Đang đói ăn ngon các bạn ơi. Có cái nhăn phù ma hay gì chảy chảy ra nữa. Ăn pizza là phải uống nước ngọt mới ngon các bạn. Quá đã. Hơn 12 giờ khuya các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi ngủ nha. Mười hai giờ khuya rồi, mình đi ngủ đây.
gần 8 giờ sáng các bạn ơi. Giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ đến ăn súc miệng nha. Mình sẽ ăn sáng là uống nước cam. Giờ lại ăn bánh mì nha các bạn. Bánh mì bơ đậu phộng. Thịt bánh mì mình ăn chắc mấy ngày mới hết quá. Đây bánh mì. Mình sẽ test cái bơ đậu phộng nha. Hơi hổ hàng miếng. Hồ qua mắc cổ luôn. Bây giờ mình sẽ nằm thả tim YouTube và trả lời một số bình luận nha. Gần 12 giờ trưa rồi các bạn ơi. Mà thầy mưa quá trời quá đất luôn rồi. Chắc kỳ này mình phải ăn mì gói luôn rồi. Mưa thằng em mình nó không có đi mua cơm cho mình được. Cũng may là mình dự trữ rất là nhiều đồ ăn ở trong đây nên thật sự là không sợ chết đói. Thôi mình nấu mì mình ăn đây. Trong đây là mình là có nước uống đồ sẵn hết luôn à. Đây nước uống, chế bồ ấm. Sao nó nấu mì. Thôi mình sang phở bò đi, ăn mì cái ngán các bạn ơi. Ăn phở bò ăn liền nha. Ngày nào cũng mưa hết. Còn khoảng 1 tiếng rưỡi là mình xong thử thách thôi các bạn ơi. Giờ này 12 giờ rồi. Giờ mình sẽ ngồi chơi khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là hoàn thành thử thách.
Rát hôm nay là khá là đơn giản, y như là ở trong một căn phòng vậy các bạn. Trời là mưa suốt rồi, không có nắng, nên mình không có trải nghiệm được là cảm giác ở trong đây là nó hầm nóng như thế nào. Nói chung là nó từ sáng giờ là nó cứ trời nó cứ mát mát hay sao á, tại bão mà nó không có nóng, không có nắng gì hết á. À, cái giảng hương yên ăn đúng ngon luôn các bạn, cái nó rất là dày. Đây giảng hương yên các bạn, nhìn nó y như là cái trái chôm chôm vậy á. Mấy bạn thấy cái không thấy cái hộp đâu luôn không, nhãn nó cái muối nó rất là dày mấy bạn. Nhãn hương yên nha, mấy bạn nào có gặp cái nhãn này thì mua ăn thử nha, nhãn hương yên nha, ăn khá là ngon. 1:11 mấy bạn ơi, còn khoảng 10 phút nữa là mình hoàn thành thử thách nha. Còn khoảng 10 phút nên mình sẽ chơi thử cái gút gỗ một mình nha, một mình tự chơi tự kỹ luôn, thử như thế nào nha các bạn, sẵn review luôn. Đây mình sẽ chơi ở đây nha. Cái bộ gút gỗ này nó cho mình hai cục xí ngầu. Bây giờ mình sẽ ship nó. Rồi bây giờ mình sẽ hãy xí ngầu. Ví dụ như hai số cộng lại là số 7 đi. Tức là lẻ là mình phải gút cái số nào mà lẻ, ví dụ như số 3 nè, số 13, số 15 hay số 21 được mấy bạn. Tức là mình hãy vô lẻ thì mình sẽ gút mấy cái cây lẻ. Mỗi cây đều có số nè. Đây như cái cây này nó có số 5 nè mấy bạn. Tức là nếu như mình hãy vô số lẻ là mình phải kiếm mấy cái nào mà có số lẻ, như số 5 này mình bóc nè, số 5, số 3, số 1 đều là số lẻ. Rất là đơn giản. Ok, mình sẽ chơi thử nha. Đây, như ở đây là mình thấy được số 1 với lại số 4, tức là 5 nút. Tức là mình sẽ kiếm cái nào lẻ mình gút. Mình sẽ gút con 35 đi. 39 nè, đây 39 lẻ nè, 39 đó. Mình thì gút 39. Thôi là tới bên kia hãy. Bên kia hãy được số 10. Là phải kiếm con nào chẵn gút. Ví dụ như bên kia mà gút chẵn thì sẽ gút số 24 đây. Ở cứ vậy mà chơi các bạn. Giờ 21 phút ngày 15 thứ bảy với bạn. Vậy là mình đã hoàn thành thử thách 24 giờ ở trong nhà sắt đầy đủ tiện nghi. Và hiện tại là trời chỉ mưa tiếp các bạn ơi. Đây trời lại tiếp tục mưa. Mưa suốt. Nói chung là thử thách lần này cũng rất là đơn giản. Tại vì hôm nay là trời mưa liên tục luôn, tại đang bão các bạn, nên thật sự là không có hầm hay nóng gì hết á, rất là thoải mái. Tối ngủ thì rất là êm, tại vì mình có niệm mà, với lại là do trời tối không có nóng á, nên có quạt máy nữa, chắc không có hầm gì hết á, rất là ok. Còn ban ngày thì mưa ghét à, nên mình không có thể nào mà test trời nắng là sẽ nóng như thế nào được. Nói chung là thử thách hôm nay là rất là dễ. Thử thách lần này là mình không có live stream, không live stream 24/24, tại vì mỗi lần live stream thì thật sự là rất là test các bạn, mình phải ngồi mình trả lời câu hỏi của mấy bạn. Mà mình đó già, mình 28 tuổi rồi, mình ngồi nhiều quá là mình nghe cảm giác nó rất là dạng như đau lưng, đau cột sống các bạn, nên thôi video lần này mình không thử thách thêm live stream nha. Thử thách lần này mình không live stream nha. Nhưng nếu video này của mình đạt trên 50.000 like và chia sẻ thì mình sẽ
video sau là video sau mình sẽ live stream 24/24 cho các bạn xem nha. Mình sẽ chịu khó ngồi live stream, tại thực sự là live stream nó vừa mỏi nè, mệt nè, và còn hư điện thoại nữa bạn. Tại vì mình live stream 24/24 thì đâu có pin nào chịu nổi đâu, là mình phải cắm sạc trực tiếp á, là pin nó rất dễ bị hư, bị chai, nóng máy nữa. Mình live stream là mình thấy là cái ốp lưng của điện thoại mình nó nóng muốn chảy ra luôn các bạn, nóng mà nó dẻo luôn á, ghê lắm. Nên lần này mình không có live stream. À mấy bạn xem hết video, nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ video giúp mình. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Mưa lớn quá trời quá đất luôn, nước nó chảy vô trong nhà luôn nè các bạn. Tại vì nhà mình nằm ở trên cái sàn á, nước nó chảy vô trong nhà luôn nè. Thì như dòng sông ở dưới chân mình vậy, nước nó chảy qua chân mình. Không có chỗ nào dọn hết nha, tất cả đều ok hết. Không có chỗ nào dọn hết. Đây chỗ quan trọng nhất là cái ổ điện nè, vẫn không sao hết.